Mời các bạn đã xem tiếp bộ truyện Tôi Có Bệnh tập 42. Anh khốn nạn. Không khốn nạn, là đang an ủi anh Kỳ. Mẹ nó, sao cứ như vậy? Người bình thường căn bản sẽ không dùng cách này để an ủi người ta. Có phải anh thích tôi không? Đồ gay. Không thích. Chắc chắn thích được không? Chắc chắn không thích. Chắc chắn thích. Nếu nghĩ như vậy giúp cậu thoải mái hơn một chút. Bỏ đi. Vừa nãy tôi quá đáng. Xin lỗi. Nhưng với tâm trạng bây giờ của tôi, quả thật khó nói chuyện. Cho nên để tôi yên tĩnh một mình đi. Tôi nói cho anh biết, Lý Thành Khê. Đừng tưởng tôi không dám làm gì anh. Từ buổi trưa, cậu đã không ăn gì rồi. Tôi cũng đói rồi. Cùng đi ăn cơm, được không? Anh đúng là phiền chết. Anh Kỳ, cậu ấy đang khóc. Tại sao? Đừng quản tôi. Cũng đừng cử động. Chỉ cần nhìn cảm xúc xuống. Chỉ cần giữ im một lát. Tôi sẽ có thể mau chóng khôi phục dáng vẻ không chút sơ hở như bình thường. Ai dồ, sớm nói các anh đến thì tôi đã làm thêm mấy món sở trường rồi. Đầu bếp đã tăng ca rồi, tùy tiện ăn chút được không? Cảm ơn ông chủ Khương, làm việc của mình đi, chúng tôi ăn rất nhanh thôi. Anh đừng... Tầng 2 là nhà tôi. Buổi tối không nghỉ. Hai vị là ân nhân của Chiêu Tài, cũng chính là ân nhân của tôi. Ở đây tặng nước soda, hai người ăn từ từ là được. Tôi đi dạy nhóc con học bài, chắc rất lâu, quay lại đóng cửa sau. Cứ tự nhiên. Ừ. Rõ ràng không giỏi ăn cay, Lẩu cũng chọn nước cà chua. Bác sĩ Lý gần như không ăn đồ nhúng trong lẩu cay. Món anh ấy gọi đều là món mình thích. Tôi ăn gì đều như nhau, không giống. Đối với tôi mà nói là không giống. Và cơm. Cạch. Lý Thành Khê, muốn nghe tôi kể câu chuyện hơi nhàm chán không? Nếu như biên độ khá dài, vẫn là đừng nên kể ở đây thì tốt hơn. Ông chủ có tiền án nghe trộm. Mẹ nó, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm giải thích tình hình trong nhà mấy anh ấy. Mất hết không khí rồi. Còn nữa, đồ ăn ở đây thực sự hơi cay. Đồ uống cũng uống hết rồi. Cho tôi uống một hớp của cậu. Sau đó, cùng về nhà thôi. Đoạn kịch nhỏ liên quan đến việc tại sao bác sĩ Lý thay áo.